Nếu như Urumqi chỉ là nơi ghé qua, Lan Châu, Tây An, Diên An là nơi liên hệ, thì Quế Lâm mới chính là nơi Nguyễn Ái Quốc đến để nhận công tác. Thật ra mục đích chính chuyến đi Trung Quốc lần này cũng như các lần trước không phải là để hoạt động cách mạng ở Trung Quốc mà chỉ là kết hợp. Mục tiêu hướng tới chính là Việt Nam. Vì vậy, Quảng Tây nói chung và Quế Lâm nói riêng là hướng địa bàn thuận lợi nhất cho việc liên lạc, tổ chức lực lượng, chuẩn bị điều kiện và chỉ đạo cách mạng trong nước của ông. Cổ trấn Sơn Cước này cách thành Quế Lâm 80 km, tên gọi Dương Sóc, là điểm nhấn của toàn tuyến du lịch Huyền Ảo trên dòng Ly Giang dài 437 km. Ngoài công việc chính là chuẩn bị cho cách mạng Việt Nam, ông còn làm nhiều việc cho cách mạng Trung Quốc như dịch các tin tức thế giới qua đài phát thanh, làm bí thư chi bộ, chủ nhiệm câu lạc bộ, viết sách và các bài báo phản ánh các biến cố quân sự ở Trung Quốc. Đây là nội thất căn nhà nơi ông ở và làm việc. Bức ảnh này chụp lúc ông đang nghe đài phát thanh để dịch ra tiếng Trung Quốc. Các căn cứ của Bác Lộ Quân có ở khắp mọi nơi là điều kiện thuận lợi cho ông di chuyển để liên hệ với các đồng chí Trung Quốc và với những người cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở nước này. Từ Quế Lâm, Nguyễn Ái Quốc có thể đi qua được Trùng Khánh, Cung Minh, Long Châu hoặc Tịnh Tây để xây dựng tổ chức. Riêng năm 1939, ông đã viết tới 8 bài báo dưới tiêu đề Thư từ Trung Quốc, nội dung chống chiến tranh và bọn Trotskyist. Cũng từ đây, ông đã chỉ đạo công tác xây dựng về mặt tư tưởng, đường lối quan hệ quốc tế và sự thống nhất của đảng ở trong nước, đặc biệt là phải sáng tạo trong việc vận dụng nghị quyết của quốc tế cộng sản cho phù hợp, tránh giáo điều. Chúng tôi rời Nam Ninh theo xa lộ hướng về phía Nam để tới Long Châu, nơi có nhà lưu niệm lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng Lễ Giang xinh đẹp này chính là hợp lưu của Bằng Giang từ Cao Bằng và sông Kỳ Cùng từ Lạng Sơn chảy sang, cách cửa thủy khẩu thông với Việt Nam có 34 km. Long Châu là thành phố huyện lỵ của huyện Long Châu, huyện có 450.000 dân. Ở Long Châu có nhiều cơ sở của Bác Hồ và của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam. Một trong số đó là ngôi nhà này, gọi là Việt Nam Cách Mạng Giả, do Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ lập ra từ năm 1931, nay trở thành Hồ Chí Minh Triển Quán, tức nhà lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ có nhiều lần đến Long Châu trước và sau năm 1939. Nơi này được người coi là một cửa ngõ cho những người Việt Nam hoạt động cách mạng thông sang Trung Quốc. Đây là ngôi nhà hai tầng rộng lớn có sân vườn ngay trên bờ Lệ Giang. Toàn bộ di vật và cấu trúc nội thất được giữ nguyên như hồi Bác Hồ còn làm việc tại đây. Bác sang đây hai lần là vào cuối các năm 1944 và 1950. Riêng hiện vật trưng bày được sưu tầm đặc biệt công phu, trân trọng và được tôn tạo bởi sự góp sức của các bậc tiền bối Long Châu và của nhân dân địa phương trong suốt một quá trình dài, một biểu hiện của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và của lòng tôn kính mà nhân dân Trung Quốc dành cho Bác. Thật không ngờ giữa chốn hẻo lánh này lại có một nơi tôn nghiêm đến thế. Rời Long Châu, Nguyễn Ái Quốc lại tiếp tục thực hiện các chuyến đi Quế Lâm, Quý Dương, Côn Minh và Trùng Khánh. Đó là những hành trình cực kỳ gian khổ diễn ra giữa chiến tranh ác liệt. Từ năm 1937, cuộc kháng chiến chống Nhật đã bùng nổ trên khắp lãnh thổ Trung Quốc. Quốc Cộng đã lại hợp tác lần thứ hai sau sự lật lọng của Tưởng Giới Thạch năm 1927.
người mặc áo đen này chính là Diệp Kiếm Anh. Ông đang trình bày kế hoạch rút khỏi Vũ Hán. Chính ông vào tháng 2 năm 1939 đã cùng Nguyễn Ái Quốc từ Quế Lâm đi Hoành Dương rồi tới Nam Nhạc tham gia huấn luyện lớp du kích do Quốc Cộng hợp tác tổ chức theo đề nghị của Tưởng Giới Thạch. Hồng quân Công Nông Trung Quốc cùng với các đội quân du kích phương Nam được tổ chức thành Bát Lộ Quân và Tân Tứ Quân đi vào hậu địch đánh du kích và lập các căn cứ chống Nhật. Như đã nói, nằm trong chương trình thành lập mặt trận thống nhất dân tộc kháng Nhật giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia giảng dạy cho quân du kích ở Hồ Nam. Đây là hồ sơ của ông mang tên Hồ Quang. Ông dạy khóa 2 kéo dài 3 tháng trước khi trở về Quế Lâm để đi Long Châu như đã trình bày ở phần trên. Chúng tôi thực hiện một hành trình hỏa xa đoạn Hà Khẩu - Côn Minh ở tỉnh Vân Nam để dễ hình dung chuyến đi của Bác xa xưa. Đây là đoạn đường sắt duy nhất ở Trung Quốc có khổ hẹp 1 mét, được cố tình giữ lại để làm du lịch, chạy trong địa hình núi rừng hiểm trở để du khách có cơ hội được lãng du vào quá khứ. Chưa thấy một lộ trình xe lửa nào kỳ bí, cũ kỹ, thơ mộng, hùng vĩ và lạ lùng như ở chốn này. Đoàn tàu quê mùa, dân dã, đáng yêu, lách mình lẻ loi giữa các hẻm núi vắng, tạo nên một cảm giác bồn chồn nơi lữ khách. Dòng đời nơi đây chậm chạp quá, có vẻ như nó đang bị cả thế giới lãng quên. Tuyến đường sắt này xưa kia thuộc quyền sở hữu của công ty đường sắt Hải Phòng Côn Minh do người Pháp quản lý, có rất nhiều công nhân Việt Nam tham gia xây dựng. Sau khi hoàn thành, họ không trở về quê hương nữa mà trở thành Việt Kiều. Tinh thần yêu nước hướng về cách mạng của đồng bào rất mạnh là những cơ sở của ta. Từ năm 1939, Đảng đã lập ban hải ngoại tại Côn Minh do đồng chí Vũ Anh phụ trách. Côn Minh là một trong 4 đô thị trên thế giới được mệnh danh là Xuân Thành, tức thành phố có cả 4 mùa xuân. Kiến trúc cả hiện đại và cổ kính đều rất hài hòa, đẹp mắt. Phong cảnh sơn thủy hữu tình, nên thơ, mơ màng, tuyệt đẹp. Ở độ cao 1.890m so với mặt biển, Xuân Thành có khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Cảnh sắc Thúy Hồ và Điền Trì Hồ dễ làm say đắm khách lãng du. Cuối tháng 2 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc tới Côn Minh gặp Vũ Anh và Phùng Chí Kiên, nối lại liên lạc với Đảng và với quốc tế cộng sản. Ông đã cùng với Phùng Chí Kiên đi xuống các cơ sở cách mạng dọc đường Côn Minh - Hà Khẩu và tổ chức lớp huấn luyện tại Chỉ Thôn, một cơ sở của chi bộ hải ngoại Vân Nam Quý Châu của ta. Đời sống của người dân Côn Minh lúc đó rất cực khổ, lam lũ. Họ bị viên tỉnh trưởng Long Dân khét tiếng chống cộng độc ác, hà hiếp. Tất nhiên, người Việt ngụ cư của ta cũng rất cơ hàn. Họ có cùng nỗi khổ và chí hướng cách mạng như người bản xứ. Ông Nguyễn đã chỉ cho họ hiểu rằng, nhân dân Việt Nam và Trung Quốc đều có một kẻ thù chung là giặc Nhật và bọn thống trị quan liêu. Đây là đường Kim Bích, nơi đặt cơ sở bí mật của Phùng Chí Kiên tại số nhà 76. Lúc này, Nguyễn Ái Quốc dùng giấy giới thiệu của tổ chức Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch hậu viện hội để hoạt động, hướng mọi hoạt động của Việt Kiều và việc ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một địa chỉ khác do Nguyễn Ái Quốc thiết lập để giữ bí mật trước sự dòm ngó của đặc vụ Tưởng Giới Thạch, đó là nhà số 67 đường Hoa Sơn Nam, nay là số 91. Sau Quảng Châu, có lẽ Côn Minh là đô thị lớn gắn bó hơn cả với đời hoạt động của Bác ở Trung Hoa. Nhà ga Chỉ Thôn, một địa điểm trọng yếu trên tuyến đường sắt Côn Minh - Hà Khẩu. Tháng 4 năm 1940, Bác đã lưu lại nơi đây một thời gian khá lâu để khảo sát phong trào Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch hậu viện hội. Chiến tranh Trung-Nhật đã bước vào thời kỳ khốc liệt. Tưởng Giới Thạch thì ham chống Cộng hơn chống Nhật, còn bọn Pháp cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi bản thân. Cách mạng Trung Quốc lúc này gặp nhiều khó khăn nên sự hỗ trợ từ phía Việt Nam là rất quan trọng.
nhiều Việt kiều đã tham gia các lực lượng vũ trang chiến đấu, nhiều người rời bỏ hàng ngũ Quốc dân đảng để sang với cách mạng. Lúc này, Nhật đã vào Đông Dương, phong trào cách mạng trong nước cũng đang phát triển mạnh, rất cần có sự phối hợp hoạt động của các tổ chức của ta từ bên ngoài. Ủng hộ cách mạng trong nước, đấu tranh chống Nhật Pháp, cảnh giác với Tượng Giới Thạch, ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc là những nhiệm vụ mà Nguyễn Ái Quốc đề ra cho các tổ chức cách mạng của ta ở Vân Nam, được ông cổ vũ mạnh mẽ trên tờ DT phát hành ở Côn Minh lúc đó. Tháng 6, bắt tới Túy Hồ để gặp Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp. Năm 1940, tôi được khen Hoàng Văn Thụ cho biết quyết định của Trung ương là tôi đi Côn Minh mà ở đó có thể gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc và cùng đi thì có anh Đồng cùng đi. Lúc mấy giờ tình hình thế giới và trong nước đang đứng trước những kỳ biến chuyển có thể nói là long trời lở đất về chiến tranh, về cách mạng. Thì tôi đi sang Côn Minh được anh Phùng Chí Kiên, anh Vũ Anh, anh Cao Hồng Linh đón và có đồng chí đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Côn Minh. Thì về ở một nhà với là anh Phùng Chí Kiên. Thì các anh nói là đồng chí sang như thế là rất tốt, là anh và anh Đồng đợi đồ mấy hôm nữa thì có cấp trên đến gặp. Thì mấy hôm sau thì các anh nói là đồng chí Vương là đến và sẽ đợi hai anh ở Thủy Hồ. Tại đây, Bắc quyết định cử Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Cao Hồng Lĩnh đi học chính trị dài hạn ở Diên An. Nhưng khi nhận được tin Đức chiếm Paris, tình hình thay đổi nên đã điện khẩn cho họ ở lại. Đến hôm sau là nhận được một cái điện, ký tên là Hồ Quang, nói là đồng chí Lâm, là anh Đồng đó, và đồng chí Dương ở lại. Là bởi vì Paris đã thất thủ, ta ở lại về nước làm việc. Để mấy hôm sau thì anh Phùng Chí Kiên đến chúng tôi về Quế Lâm. Rồi một thời gian sau thì bác về. Và tôi nhớ mãi là lúc mà gặp bác ở Quế Lâm, ở ngoại ô Quế Lâm trên một bãi khó đó, thì bác bao giờ con người cũng bình thản thế, nói bây giờ là tình hình thay đổi rồi, là bây giờ các đồng chí không phải đi diễn đàn nữa mà trở về Cao Bằng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Tháng 10 bác về Quế Lâm, tháng 12 đi tỉnh Tây. Chúng tôi thì sang tỉnh Tây bằng đường bộ qua cửa khẩu Hùng Quốc ở Cao Bằng. Thật không ngờ phong cảnh tỉnh Tây lại trữ tình đến thế, vẻ đẹp gợi cảm chẳng kém gì Quế Lâm. Chính địa hình đá vôi trải dài hàng ngàn cây số ở Quảng Tây đã tạo nên sự tráng lệ đến mê hồn như thế này. Tỉnh Tây là một huyện của tỉnh Quảng Tây, nằm cách cửa khẩu khoảng 40 km. Chúng tôi đã đi khảo sát rất nhiều địa phương trong huyện, cả thành thị và nông thôn. Đất nông nghiệp rất ít giống như vùng phía Bắc Cao Bằng và Hà Giang của ta, mặc dù phong cảnh thiên nhiên vô cùng tráng lệ. Dưới chân núi Kim Sơn này có một giáo trường quân sự của Quốc dân đảng huấn luyện cho Việt Kiều. 40 người trong số đó mới từ Việt Nam sang, được bác đưa về Nậm Quan huấn luyện cách mạng. Những tháng cuối năm 1940, trước tình hình thế giới biến chuyển, thì Trưởng Dưới Thạch có cử Trương Bội Công từ Liễu Châu về trịnh xây này, thành lập đội công tác biên khu. Đội công tác biên khu này có nhiệm vụ là thu thập những thanh niên người Việt đã định cư ở Trung Quốc để huấn luyện chuẩn bị cho Hoa quân nhập Việt. Thì trong số những học viên đấy thì có 40 thanh niên của Việt Nam, chủ yếu là hai huyện Hà Quảng và huyện Hòa An Cao Bằng tránh khủng bố dạt sang. Thì Trương Bội Công cũng thu nạp về đây để mở lớp huấn luyện, là cái lớp huấn luyện là ở đằng sau lưng chúng ta này.
thì đấy là lớp huấn luyện. Và khi Bác Hồ từ Liễu Châu cuối năm 1940 về đây thì nghe tin có 40 thanh niên đó, Bác chỉ thị cho các đồng chí ở đây như là Vũ Anh, rồi là Hoàng Sâm và Phùng Chí Kiên là rút bằng được 40 thanh niên ấy về làng Nạm Qua. Chúng tôi hướng về phía nam, tiến đến xóm Nậm Quang ở gần với Bắc Bó của ta. Nơi đây rừng núi điệp trùng hoang vắng, đường rất xấu, còn hẻo lánh, cô quạnh hơn cả vùng núi Trường Hà bên kia biên giới, cách thành phố huyện lỵ Tịnh Tây khoảng 60 cây số. Xóm Nậm Quang thuộc thôn Linh Quang, xã Thấn Pòn. Đi 13 cây số đường núi thì tới Bắc Bó. Vào khoảng giáp Tết, Bác Hồ mở lớp huấn luyện cho 40 thanh niên đã được triệu tập về đây. Giáo trình do Hồ Chí Minh viết tại chỗ, có sự phụ giúp của Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Phùng Chí Kiên, nhan đề Đường Giải Phóng. Lớp học kéo dài 22 ngày. Sáng mùng 1 Tết, Bác vẫn còn đi chúc Tết bà con. Sáng mùng 2, tất cả mới lên đường về nước. Đây là gia đình ông Lý Gia Khởi, nơi Bác Hồ ở. Ngôi nhà này mới được xây lại năm 1993. Ông Khởi có hai nhà. Ngôi nhà này ông nhường cho Bác và các đồng chí Việt Nam ở. Hiện hai người con trai của ông vẫn còn khỏe mạnh với tuổi 73 và 65. Cả xóm hiện có 248 dân khẩu. Năm 1940 chỉ mới có 21 hộ dân sinh sống. Chiếc cối xây ngô này có từ thời Bác tới đây, hiện vẫn còn tốt, nhưng lâu lắm không sử dụng vì đã có cối chạy điện. Lối mòn này dẫn Bác về quê hương sau 30 năm xa cách. Cuộc trường hành vĩ đại nhất trong cuộc đời một con người đã kết thúc. Một chuyến đi gần như không tưởng, đầy màu sắc thiên sứ, đem tình người, tình đời trải rộng khắp nhân gian.